Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh CCA Channel và mình là Lộc. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một dự án có tên là Bitverse. Về thông tin của dự án này thì đây là một cái giao thức về Web3 cung cấp cho chúng ta thông tin về số liệu Web3 và cả ngoài Web3 ha. Ngoài ra thì Bitverse còn là một cái hệ thống wallet để chúng ta có thể là lưu trữ những cái đồng coin, cũng như nó sẽ là một cái DApp để chúng ta có thể theo dõi thông tin của thị trường. Đó thì ở đây các bạn có thể thấy hình ảnh của cái DApp Bitverse ha và cái hệ thống ví. Rồi còn anh em nào chúng ta muốn tìm hiểu sâu hơn về Bitverse thì chúng ta có thể xem ở trong cái phần là white paper của nó ha. Ở trong video này thì mình sẽ giới thiệu về Bitverse cũng như là hướng dẫn cho các bạn có thể tham gia một cái sự kiện Europe về World Cup mà Bitverse sẽ tổ chức với những cái phần thưởng rất là ngon. Về các DApp thì ở trong Bitverse anh em có thể kết nối rất là nhiều các DApp khác nhau ở trong Web3 và cả ngoài Web3. Nó giống như là việc chúng ta vào các cái DApp ở trên Sepol này hay là Just Wallet ha. Trước khi vào hướng dẫn cho anh em có thể tham gia Europe thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em có thể là tạo được cái wallet của Bitverse này. Vì để tham gia cái Europe này thì chúng ta cần phải có cái ví, có cái wallet của Bitverse ha. Rồi và để tạo được ví Bitverse thì các bạn sẽ vào trang chủ của dự án nè. Ở đây sẽ có cái phần download, các bạn nhấn vào ha. Và tất cả các đường link này mình cũng sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn. Rồi hiện tại thì Bitverse nó đã cho phép chúng ta download cả ở trên Android và iOS, nên là các bạn có thể download rất là dễ dàng ha. Và trước khi hướng dẫn anh em vào tạo ví thì mình cũng sẽ sơ qua một xíu về cái sự kiện Europe World Cup của Bitverse ha. Thì ở cái sự kiện World Cup này chúng ta sẽ chia ra làm hai phần, đó là một cái chúng ta sẽ làm ở trên Glam để có thể là ăn chia được cái bùn thưởng 10.000 đô. Tiếp theo là chúng ta sẽ có thể nhận được các cái NFT để có thể là dự đoán và nhận được những cái phần thưởng khác. Đó thì ở đây chính là cái giao diện của ví Bitverse. Và ở trên đây thì các bạn cũng có thể thấy về cái sự kiện này đó, các bạn sẽ tham gia về cái sự kiện NFT ở trên cái ví Bitverse này ha. Còn cái sự kiện Lem thì chúng ta sẽ tham gia bằng cái đường link ha. Rồi thì ở trong cái ví chính này các bạn sẽ vào cái phần đó là sự kiện World Cup nè, chúng ta sẽ nhấn vào ha. Đó, chúng ta sẽ join vào cái sự kiện này. Rồi thì ở đây các bạn có thể thấy là cái bùn thưởng chung nè, đây sẽ là cái bùn thưởng chung mà chúng ta có thể tham gia và ăn chia được ha. Với cái thời gian diễn ra sự kiện này thì nó sẽ cùng thời gian với sự kiện World Cup ha, nên là sẽ còn rất là dài để cho anh em chúng ta có thể tham gia. Rồi ở đây các bạn sẽ nhấn vào Join Now nè. Thì ở đây các bạn sẽ thấy 32 đội tuyển tham gia World Cup. Và việc của chúng ta là cần sở hữu những cái NFT của những cái đội tuyển này để chúng ta có thể dự đoán và ăn chia chung cái bùn thưởng ha. Thì ở đây chúng ta sở hữu NFT bằng những cái cách sau. Đầu tiên là các bạn có thể sử dụng cái đồng Matic để min những cái NFT này, và chúng ta có thể dự đoán, ví dụ như ở đây là đội tuyển Anh nè hoặc là đội tuyển Argentina nè, chúng ta sẽ nhấn vào cái dấu cộng ở đây ha. Các bạn muốn min bao nhiêu thì chúng ta sẽ nhấn vào đây, rồi các bạn sẽ nhấn vào min nè. Đó, thì min sẽ ở cái phần này ha. Rồi thì các bạn muốn chọn đội khác thì chúng ta cứ việc là nhấn vào cái đội đó, rồi các bạn muốn chọn số lượng bao nhiêu thì chúng ta sẽ min ha. Về cái giá tiền thì mình thấy nó cũng khá là rẻ. Rồi và ngoài việc mà chúng ta sử dụng cái đồng Matic để có thể sở hữu được NFT ra thì ở đây cũng sẽ có một cái hướng dẫn cho anh em chúng ta ha. Đó là các bạn quay lại cái trang sự kiện nè, thì ở đây sẽ có cái phần rule và highlight ha. Ở bên phải, góc bên phải nè, thì các bạn nhấn vào, ở đây nó sẽ hướng dẫn cho chúng ta có thể là sở hữu được những cái NFT miễn phí ha. Đó thì ngoài việc chúng ta min bằng cái đồng Matic thì ở đây sẽ còn nhiều cách để chúng ta có thể là sở hữu được NFT miễn phí bằng cách là mời bạn bè nè. Cứ 3 người bạn thì chúng ta sẽ có thể là min miễn phí được một NFT ha. Đó thì chúng ta sẽ sử dụng những cái NFT này để dự đoán và ăn chia chung cái bùn thưởng. Rồi thì các bạn có thể đọc cái phần thể lệ của nó trong đây ha. Đó thì đây là cách mà chúng ta có thể sở hữu được NFT với cái sự kiện Europe World Cup của Bitverse này. Ngoài ra thì các bạn còn có thể làm một cái sự kiện ở trên Glam để chúng ta có thể ăn chia chung cái bùn thưởng 10.000 USDT nữa ha. Thì cái sự kiện này mình sẽ hướng dẫn ở phần sau của video, sau khi hướng dẫn cho các bạn có thể tạo ví Bitverse ha. Rồi thì đây chính là giao diện của ví Bitverse. Ở đây thì các bạn có thể thấy là nhiều cái sự kiện khác nhau nè, cũng như là nhiều cái DApp khác nhau để chúng ta có thể kết nối ha. Rồi để tạo được ví thì chúng ta sẽ vào cái phần là Return Wallet ở phía bên trái, góc bên trái ha. Đó các bạn nhấn vào. Ở trong phần này thì chúng ta có thể là import một những cái cây ví cũ nè và tạo một cái ví mới ha. Thì chúng ta sẽ nhấn vào cái phần là Return Your Bitverse Wallet nè, chúng ta nhấn vào đây. Bước đầu tiên là nó sẽ yêu cầu chúng ta là điền mail vào. Thì ở cái Bitverse này chúng ta sẽ đăng ký bằng mail ha. Thì ở đây mình sẽ điền mail vào nè. Rồi thì sau khi điền mail thì các bạn sẽ cần phải nhấn vào cái phần Get Code để nó gửi cho chúng ta một cái mã xác nhận ha. Đó thì các bạn sẽ xem ở trong mail của các bạn một cái thư. Ở trong cái thư này nó sẽ có chứa cái mã xác nhận ha. Thì các bạn sẽ điền cái mã xác nhận vào đây. Rồi thì ở cái phần Invite Code này, nếu mà các bạn muốn ủng hộ kênh CCA thì chúng ta có thể điền mã code của kênh CCA vào.
Còn không thì chúng ta không điền cũng được, không sao ha. Thì mã code mình cũng sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn. Rồi thì sau khi hoàn thành phần này thì các bạn sẽ nhấn vào phần Next ha. Tiếp theo là chúng ta sẽ set up về password nè. Thì mình nghĩ những cái bước này nó cũng rất là quen thuộc với các bạn rồi ha. Việc tạo ví, lấy những cái revive key. Đó. Thì cái password này là cái password để chúng ta có thể là thanh toán ha. Giống như là SafePoint hoặc là Trust Wallet. Mỗi khi thanh toán thì các bạn sẽ cần phải nhập cái password vào. Đó thì các bạn set up cái password nó sẽ là như vậy ha. Rồi thì sau khi nó báo là mình đã tạo thành công successfully nè, thì chúng ta sẽ cần phải là xem lại cái 12 cây ví ha. Các bạn sẽ nhấn vào cái phần đó là backup now nè. Đó. Ở phần backup now này thì nó sẽ lưu cái 12 cây ví của các bạn vào cái Google Drive, hoặc là nếu các bạn nào chúng ta sử dụng iCloud thì nó có thể sẽ lưu ở trên iCloud ha. Rồi thì đó cũng là các bước để chúng ta có thể tạo được ví Bitver ha. Thì ở đây giao diện này các bạn có thể thấy rất là quen thuộc như là đồng token nè, rồi ở bên đây sẽ là NFT ha. Thì cái giao diện này mình nghĩ là ai sử dụng SafePoint hay là Just Wallet hay là các cái loại ví khác như là C98 chẳng hạn thì chúng ta có thể sử dụng cái loại ví này rất là dễ dàng. Rồi cũng sẽ có các cái swap nè, rồi gửi token nè, hay là ở ngoài này thì chúng ta sẽ có các sự kiện, các cái dApp từ DeFi, GameFi cho đến là Web3. Tất cả có thể kết nối rất là nhiều ha. Đó thì anh em nào chúng ta muốn tìm hiểu sâu hơn thì các bạn có thể vào tìm hiểu cái phần dApp này ở trong wallet Bitver ha. Rồi thì sau khi tạo wallet thành công thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn có thể tham gia được các sự kiện Europe World Cup của Bitver ha. Rồi thì đây chính là cái sự kiện Europe và World Cup của Bitver. World Cup diễn ra thì sẽ là một cái dịp rất là lớn để cho các cái sàn giao dịch, các cái dự án có thể tung ra các cái sự kiện để cho chúng ta có thể tham gia ha. Và nếu mà anh em nào tận dụng được cái dịp World Cup này để tham gia các cái Europe, các cái sự kiện thì chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều cái phần thưởng từ tiền tươi cho đến là các cái NFT ha. Sẽ có rất là nhiều cái sự kiện diễn ra. Rồi, với sự kiện World Cup của Bitver này thì nó sẽ bắt đầu từ ngày 21 tháng 11 và sẽ kết thúc vào ngày 18 tháng 12 vào lúc 12 giờ theo giờ UTC ha. Về cái cách thức tham gia cũng như là cái phần thưởng có thể nhận được thì ở cái sự kiện World Cup này với cái tổng giải thưởng sẽ là 10.000 USDT và 10.000 USDT này sẽ là token Matic ha. Đó thì ở cái sự kiện này chúng ta sẽ có thể nhận được tiền tươi, nhưng tuy nhiên thì tiền tươi này sẽ là cái đồng Matic, thì đồng Matic chúng ta vẫn có thể bán được bình thường không sao ha. Về cách thức tham gia thì những cái bước đầu tiên chúng ta sẽ cần phải tải cái ứng dụng Bitverse nè. Đó thì mình đã hướng dẫn cho các bạn có thể tải ứng dụng nè, rồi tạo ví ha. Đó thì cái sự kiện Europe này nó sẽ liên quan đến cái việc là chúng ta sử dụng cái ứng dụng, cái ví Bitverse. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ cần phải điền một cái mã code ha. Thì cái mã code này mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn. Cái mã code là dự án dành cho CCA ha, nên là các bạn có thể điền cái mã code này vào. Rồi sau khi điền mã code xong chúng ta sẽ nhấn vào tiếp tục nè. Đó thì các bạn mới có thể vào làm tiếp được những cái bước sau. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ vào các trang Twitter của Bitver để theo dõi ha. Đó, những cái bước sau này mình thấy là nó cũng rất là đơn giản rồi, như là follow, join vào các cái trang mạng xã hội của dự án này. Rồi thì chúng ta sẽ nhấn vào follow nè. Sau đó chúng ta sẽ quay lại ha. Các bạn sẽ nhấn vào tiếp tục. Rồi, về việc là tải xuống ứng dụng Bitver nè. Đó thì mình đã hướng dẫn cho các bạn tải ứng dụng rồi ha. Có thể tải ở trên App Store hoặc là Google Play. Rồi thì ở trên đây mình làm trên máy tính nên là mình sẽ không có qua được cái bước này ha. Nên là anh em là chúng ta làm ở trên điện thoại hoặc là các bạn có tải giả lập về ở trên máy tính thì vẫn sử dụng được cái Bitver này. Đó, nên là mình sẽ không qua được cái bước này. Bước này mình chỉ hướng dẫn qua cho các bạn thôi ha. Tiếp theo là chúng ta sẽ vào cái trang Discord của Bitver ha. Đó thì những cái bước sau này thì đều là join hoặc là tương tác với những cái bài viết về sự kiện thôi ha. Rồi, ở trong phần này thì chúng ta sẽ cần phải là verify nè. Đa số những cái dự án đều yêu cầu chúng ta verify ha. Ở đây thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là tương tác với bất kỳ cái biểu tượng nào để có thể join vào trang Discord này ha. Thì ở đây là chúng ta nên tương tác với hai biểu tượng luôn ha. Rồi thì sau khi vào trang Discord xong nè, chúng ta sẽ quay lại với cái các bước làm Europe ha. Các bạn sẽ nhấn vào tiếp tục nè. Rồi, bước tiếp theo là nó sẽ yêu cầu chúng ta là subscribe kênh Bitver ở trên Medium. Đó thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là sub cái kênh Bitver ở trên Medium ha. Và anh em nào chúng ta không vào được Medium nào, và mình thấy rất là nhiều anh em chúng ta không vào được ha, thì anh em có thể là tải cái phần hotspot seal này, tải cái hotspot seal này về để có thể là kết nối được với cái trang web nước ngoài ha. Đó thì hiện tại thì với cái tường lửa cũng như là cái wifi của Việt Nam thì nó chặn Medium, nên là anh em chúng ta rất là khó khăn trong việc là vào trang Medium ha. Đó thì anh em có thể tải cái này về rồi anh em bật cái này lên, đó mình sử dụng như vậy thì mình có thể là vào được Medium một cách rất là dễ dàng. Mình có thể vào được bình thường ha.
Rồi thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là vào cái trang Medium của Bitverse nè, rồi sau đó chúng ta nhấn vào follow ha. Anh em mà chúng ta chưa có tài khoản Medium thì các bạn có thể kết nối với cái trang Medium bằng cái tài khoản Google. Rồi và sẵn đây vào cái trang Medium của Bitverse thì mình cũng sẽ thông tin lại một số cái phần thưởng ở trong cái airdrop này luôn. Ngoài cái 10.000 đô token Matic đó thì anh em còn có thể nhận được những cái phần thưởng như là NFT về bóng đá 32 đội bóng ở trong World Cup ha. Đó thì anh em có thể đọc ở trong cái phần Medium này. Về những cái sự kiện liên quan đến World Cup ngoài cái airdrop này thì các bạn có thể vào cái phần app của Bitverse. Khi nãy mình có hướng dẫn cho anh em là download về tạo ví đó thì anh em có thể vào để xem những cái sự kiện liên quan ha. Có rất là nhiều cái sự kiện khác nhau. Rồi thì chúng ta sẽ quay lại với cái trang Airdrop nè. Thì sau khi các bạn đã vào cái trang Medium subscribe thì chúng ta sẽ nhấn vào cái phần tiếp tục ha. Ở cái Airdrop này là mình đã có làm rồi bằng cái Gmail này rồi nên là nó không có cho mình làm tiếp tục ha. Mình hướng dẫn cho anh em nên là mình làm lại thôi. Đó thì các bước thì nó sẽ cơ bản như vậy ha, cũng khá là dễ dàng. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhập cái mã code để có thể làm cái Airdrop này. Thì cái mã code mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn ha. Tiếp theo là chúng ta sẽ vào theo dõi cái trang Bitverse ở trên Twitter. Rồi bước tiếp theo là chúng ta sẽ tải xuống cái ứng dụng Bitverse nè. Thì cái bước tải này thì mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Đó. Rồi bước tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ vào cái trang Discord của Bitverse nè. Rồi verify ha. Rồi bước cuối cùng là chúng ta sẽ vào cái trang Medium của Bitverse. Rồi chúng ta sẽ subscribe. Thì sẵn ở trong trang Medium này các bạn có thể đọc được về cái sự kiện Airdrop này luôn. Rồi và đó là tất cả những gì về Bitverse, một cái giao thức về Web3. Các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về Bitverse thì chúng ta có thể vào cái phần đó là white paper của dự án để tìm hiểu sâu hơn ha. Ở đây thì mình sẽ lướt qua một số thông tin của nó để cho các bạn được biết thôi. Nội dung chính của video này thì vẫn là hướng dẫn cho các bạn có thể tham gia cái sự kiện Airdrop của Bitverse này. Cái phần thưởng sẽ lên đến là 10.000 USDT đồng Matic ha. Và ngoài ra thì sẽ còn có nhiều cái NFT để chúng ta có thể là tham gia vào ở trong World Cup với Bitverse. Rồi và tất cả đường link liên quan thì mình cũng sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn ha. Và video của mình xin kết thúc tại đây. Nếu các bạn cảm thấy video hay và hữu ích thì có thể để lại cho mình một like và một subscribe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.